Ôi, chào anh em nha. Hôm nay anh em mình nói chung là làm con heo. Ở đây con heo là hôm mình với anh em mình trong đêm á đi bên sinh tồn bên biển á, thì mình nghe Hiển nói là hôm nay là trao giải cho mình là 1 triệu nha anh em. Là lý do để mình nói sau là mình có thể là bữa nay là mình mua con heo về mình nấu da cầy. Cái món này là Hiển thích nha các bạn. Món này là bữa nay mình chiêu đãi cho anh em trong đêm. Lý do là bữa là anh em mình lên chợ huyện đó. Anh em mình ở nhà đã có bàn tính với nhau rồi, lên đó là ăn thoải mái, là tô 50 hay 120 bao nhiêu á tùy thích anh em. Mà bữa đó là Vũ cũng ăn tô 50 nè, Thanh cũng 50 nè, mà mình là mình thấy toàn ăn 70, mình cũng thêm một tô 70, chứ mình 100 mà mình chắc mình sợ mình ăn cái tô nó nhiều quá ăn không nổi nha anh em. Chứ không phải anh em vô mà thấy toàn nghe kêu toàn ăn vậy là cũng tội cho toàn. Nhưng mà lỡ rồi thì anh em mình chơi luôn. Bữa nay sẵn anh em mình không kể thì bây giờ biết không, tiền là mình lấy từ toàn lấy Hiển ra, bây giờ mình lấy tiếp Hiển cũng được, không sao vậy, tại vì chú kênh mà đúng không. Bữa nay cũng như Hiển là bao cho anh em nhậu đúng không anh hai. Sao dạo này thấy chú nó khổ khổ thì vậy, bữa nay chẳng có làm món này là món em thèm, mà hầu hôm cảm nhận đi sinh tồn nha, đi quanh rừng á thèm món heo giá cày thiệt. Cảm nhận thèm nha, heo giá chó ha. Đây làm củ riền này nghe, phải có củ riền mới ngon, không có củ riền là thua á. Sao anh hai từ giờ ăn cái món này giờ này chưa ăn? Bữa nay anh thử anh biết rồi, em cũng chưa ăn, nhưng mà mình thử làm sao từ giờ tên mình làm món này chưa, lần nào chưa ta rồi rồi chứ. Nếu mà heo sữa da cày hình như chưa, chứ mới giỡn đâu chưa. Có cái đùi heo lớn da cày tức là đồng hồ khé đó ha. Lần đây mình làm lại có cu riêng nè. Dạ hầu lên chắc lâu quá, hầu lên tôi chưa có mà gặp ba anh em ạ. Cu riêng này già ghê, đây trầm ngon mà ăn uống quá. Heo đây công đoạn anh em mình làm từ sáng giờ, nói chung là cũng tầm giá 1 tiếng là mới xong tới cái đây nha anh em. Cạo lông rồi mình qua một nước lửa rất là nhiều rồi, xong bây giờ mình chờ ra cho nó vàng đúng kiểu là gì, giả cày luôn nha. Giả cày phải thui rôm chứ. Thì mình thui rôm này, thui sáng như vàng chìa nè. Thui ăn khò, thấy khò không, sao mà thui theo sơ sơ khò lại chứ cho kỹ nha. Rồi sạch rồi Toàn ơi, còn mấy cái còn mấy kỹ nữa không. Giả cày có mắm tôm vô đi mua chúng mắm tôm nha. Mắm tôm đầy đủ, riềng sả đầy đủ hết. Cái khâu chế biến món gia vị là tôi biết giả cày đi mua liền mà. Ông heo sữa, hay quá. Làm bên khâu gia vị nha các bạn. Đây hành, tỏi, sả, riềng các kiểu nha. Rồi giờ giả ra. Cái củ riềng này ngon này Vũ ơi, củ riềng nó già này mới thơm nè. Củ riềng này là anh xin ở cái chỗ mà cái ông quán thịt chó mà bữa nay đám cửa rồi. Ông gì á? Chú bà sao cái ông kia ông đang mấy chó mà bữa sao ông ngủ mơ sao, cái sáng ông nghĩ luôn là sao, ông sang quán là sao, ông ngủ không thấy chim bào gì không biết mà ông, sáng ngày ông dậy ông sang quán luôn. Là ông ngủ mơ ông trúng số rồi cái ông đủ tiền không phải đâu sao? Ông mơ ông thấy gì vậy sợ. Cái bữa làm trúng cho chúa ngủ rồi ai nói gì đâu, dần dán bên tay. Anh đây cũng cao thủ lắm á chứ sao, chó mà thấy anh là không dám sủa mà không. Chú thấy ông cỡ xì đi rồi nó bè mùi nó rượt. Đỡ vợ cày mà sao không mua nguyên chó ăn thôi. Nếu mà món là da cày tôi phải ăn cái mỡ rồi. Heo ra ít mỡ. Heo đang không có mỡ đâu anh. Ê, heo này chuẩn đấy đó. Heo nàng này. Heo mua nhà ai vậy? Nhờ chị cái hàng xóm cái này. Mà heo sữa đây nó to đúng là còn cỡ tầm còn 4 kg. Hôm nay sáng mua 7.5 kg 8 kg nha nè. Con mới bỏ 4 quân qua mà. Con này nó cũng ăn rồi chứ, ăn sơ sơ rồi mất. Chặt riêng ở đây ra, chặt ngay đây nè, tới đây từ đây tới đây. Về cho vợ nó ăn nó đĩa cho nhanh. Bữa vợ tao ăn nó đĩa phá được luôn á. Bây giờ ai? Giờ tao. Bây giờ mua cho giờ ai ăn? Giờ mày á. Mà giờ ông cạn mới có 3 tháng sao đĩa tao? 7 tháng rồi mà. 7 tháng chẳng lý 7 tháng đĩa. Đâu? 7 tháng rồi mai mốt nó ngắm từ từ chứ. Ngắm thú đi. Toàn cũng kinh nghiệm biết chừng mai mốt. Mà đợt trước ăn cái đuôi heo lớn nó nhanh, mà heo đây nhỏ không biết cái sao. Heo đây chắc cũng vậy à. Này ngon, giống đuôi chuột. Nói chung heo sữa đây mình chế biến món gì cũng dễ ha. Quay nướng gì cũng được ha. Luộc cũng ngon chứ cần gì. Ồ, cái đùi đó chắc nát không. Hai, chắc nát hai thùng quá. Cái cục đùi nó ra vô này. Không, thấy là sườn. Lẳng lơ. Nạt quá nó không. Thấy là cái nếu dài không Vũ? Ừ. Thấy là sườn á. Ngon nhất. Được chưa? Ấy. Nửa nhỏ nửa chứ. Nửa nữa đi. Nửa phải không? Vậy cho ngập mồm luôn. Không màu nữa, có thủ phá màu sao? Hay bèm ra ta. Được rồi. Ê xe phải không? Cỡ đây phải không? Rồi, biết đường tới căng ha. Ngồi gần cái tô riền á. Dùng đây luôn. Nó bay cái mùi á. Thấy ngay mùi thịt chó liền mày ơi. Đã. Món này không có củ riền là thua. Đúng rồi, không có củ riền bài bán. Cái hai củ riền đứng đầu trong ngay cái món khẩu. Nghe đây nạt sách giờ luôn này. Wow, đúng rồi. F2. F2 à? Ừ. Sáng chị mới kêu F2. Có F0 không? À, đảo luôn. Hôm đây nó biết chủng rồi. Biết chủng. Để hôm nó F0 giờ nó F2 à. Im cái bà con chứ không im bán heo nè.
có bà con mà hàng xóm á. Để qua ngày 20 anh xách xách qua nữa, bữa đi bắt heo. Không, anh thấy thứ này mua heo buôn heo đó đẹp á, ngon á, giá tốt. Phụ bắt heo, anh mạnh lắm á. Ấy mà sao bữa em nghi anh là... bé heo con mà càng nhiều phụ chú. Bữa em nghi anh là nó anh không chịu mà, em giới thiệu cho anh mà anh không chịu mà. Con heo này thấy vừa thịt quá. Nè đâu ý đâu. Nạt đùi da mở ra cái nào ra nấy. Lo sườn đấy. Đúng rồi. Đảm bảo là ngon đấy. Đảm bảo là nhất nách phải không? Đó, ngon không là dưới đó. Heo chuẩn á. Chụp cái dao bà tám. Con heo này phải kém nách à? Đúng rồi. Hả? Con này không phải kém nách. Nãy giờ tét rách nách rồi. Kém nách là người ta nuôi nó lâu lớn lắm. Vậy là con heo đây heo tét nách rồi chị, không phải heo kém nách đâu. Nhanh anh chậm quá anh chú ơi, do kỳ tính quá đói bụng rồi. Mình ro dao là mình phải từ từ chứ, không nhanh đi phải canh đúng. Bây giờ căng cục nào nó cũng đều lặn cục đấy à. Ôi vậy không không ở đây vậy chị, còn đang làm con heo trong đấy nữa, con đây ăn chưa đủ mà phải làm con heo nữa, hai con luôn. Chiều nay anh hai anh lấy không bả, anh kẹm bông bả. Má làm heo gửi ở Sài Gòn cho chị, anh cô biết trong đấy dạ, biểu trong nó ghi luôn. Ghi số luôn rồi. Ủa, bà đây ba chung hả? Ừ. Bà ghi số hả? Ủa sao? Bà là nè. Ông mà Mỹ nó cũng kéo bà ghi sắp đâu. Có đồ vui mà. Bạn học luôn rồi. Tuổi lớn liệt á. Lớn liệt á, lớn này đó. Vũ Hầu học ở trường nó chắc cũng được mấy người ngày học sinh á. Tuổi mà làm cái gì hơi lứa. Bữa qua em kể anh hai Vũ bữa qua nó khác mà em an ủi nó gì. Có bà cô kia xin chụp hình mà cỡ anh em 10 tuổi gặp xe em kêu cảm ơn anh. Lịch sự, không mấy ba lịch sự vậy. Mấy lịch sự. Không mà lịch sự vậy thấy chắc cũng chấn người cho nên mới á chứ làm đi đánh còn. Do anh em mình á. Anh em đi sinh tồn á, trời nắng á, với lại đầu mũ đen. Khò mát đi. Đó là người ta phép lịch sự. Tôn trọng thôi. Phép lịch sự tao nói mà con gái nha. Mà lịch sự cho lịch sự chứ mấy nó nói cho vậy. Nếu mà em gặp con gái nha, mà ra đường mà em thí dụ người ta có 40 tuổi, em cũng nói có 20 tao là người ta rất thích. Chứ em nói cứ bốn mấy là người ta ghét liền á. Như chú nói chú chỉ chú mừng như đây thì con bây giờ bà cô không biết, thấy con cũng giàu mà tại đen á. Nhưng mà người nước ngoài bình thường người ta ít chứ hoa tuổi lắm. Người ta hoa tuổi kêu người ta hoa lứa ấy. Không, người ta ngại, hoa tuổi tác ngại. Người ta ít chứ hoa tuổi. Còn những sau đó ông đi nước ngoài nhiều lắm gì. Thì mẹ chứ cũng chịu khó tìm hiểu về nước ngoài. Ê, tính đi bò Mỹ thì sao? Bà hôm Hiển cũng có nhiều bạn nước ngoài mà. Anh kể mà. Anh dốc rồi. Anh dốc rồi, anh kể dốc rồi. Anh dân dân. Mấy khỉ rồi. Mấy khỉ á. Nói vậy cũng sàng chứ mà. Sàng chứ. Nói bằng kiểu có bộ bên Mỹ nó sàng gì. Mấy bạn mấy ông này, mấy ông người ta hỏi mấy ông ở đâu mấy ông kiểu ở hồi Mỹ. Châu Hòa nói nhanh là châu Mỹ nó kéo dài đó. Anh vô Mỹ 2 nè. Anh vô anh kêu là bài hôm anh đi thi giọng hát của thôn. Anh đặt giải hai của xã hỏi thì phải thôn cho hai thôn. Bây giờ Vũ ra tay úp gia vị cho thấm đó. Rồi xã riềng ớt củ hành của tỏi nha các bạn, món này không thể thiếu củ riềng các bạn ơi. Cái này không thể thiếu đặc biệt nó là mắm tôm nè. Cho ít hạt nêm. Mày sao mang rùi phái mắm tôm nè. Nãy giờ bay liên tục rồi đó Vũ ơi. Có rùi mới đúng là mắm tôm thiệt. Xíu bột ngọt nữa bạn. Đường. Vũ ơi. Vũ ơi, đợt trước anh nghe nói em ăn thịt chó dưới lá mà nấu món đây mà không chuẩn vậy là hữu ngang Vũ. Hồi trước ăn vậy chứ giờ bỏ rồi. Đúng rồi, thì quan trọng là hiện tại đúng không em? Đây là mắm tôm nha các bạn. Nhiều mắm tôm nha. Nó nồng vị. Anh phá mùi mắm tôm này quá. Mắm này hình như là đặt ở Thanh Hóa này Vũ ơi. Sao lắm? Đây là mắm đúng mắm tôm quán thịt chó luôn. Lấy đồ đó về. Rồi, cho dầu nha các bạn. Rồi, đảo đều. Cái đuôi cho vợ mà úp luôn á, cho vợ chậm ăn món này luôn hả? Úp nấu luôn. À vợ chậm như nấu ăn khó ác lắm hả? Nè, lát tô cũng lát nhỏ mày lắm rồi. Bây giờ mình nấu cho nó sang thịt lại cho nó thấm một chẹp rồi heo rồi tính sao nha. Nhìn cái miếng thịt heo muốn cắn miếng quá. Hai mùi bánh tôm và rực rỡ, bánh tôm dưới riềng ấy. Ngày qua nay mình đi sinh tồn có bé hơi đói, hôm nay ăn bữa cho đã. Ăn no luôn
đói. Sao trọng tâm lý đó không? Trọng đúng tâm lý anh em vô nha. Mấy ngày qua cho anh cá xong anh em cho anh thịt. Tâm lý cho biết ớn cá ớn hải sản. Nhưng mà thịt heo lâu lâu cũng vẫn thèm nha. Ăn không ớn. Ăn cũng cách mấy con nó cũng ớn thịt heo. Rồi mấy thịt kia ăn ớn. Vừa nhà trong nè. Món này là nấu là không thiếu nước dừa đúng không Vũ? Có nước dừa được mà không có nước dừa thế nó khó. Rồi. Đây. Hai đáy một đáy đây. Thôi để ở đây dành dành nó kèm nó anh em mình ăn nha. Uống dừa, dừa nhỏ nó ngọt. Làm tới nữa nha. Cái nữa. Đây, cho ai. Cho món ruột, món ruột. Uống ruột đây, che trời. Anh Hải, anh bệnh, anh che mà vừa cạo biết rồi. Chắc bệnh cũng hơi nặng rồi bà Vũ ơi. Chắc nay mai về đi dẫn đi cho đầu. Trong bữa qua anh Hai đã làm với anh em mình là mình muốn qua mình giúp anh Hai ghê gớm. Giúp vô gì đâu? Có anh đâu vô gì? Anh đâu có đi cờ bạc ba. Hôm qua đã làm được công an chứ, tỉnh. Chứ em nói gì đâu mà anh. À, anh tự khai chứ tôi đâu nói gì đâu Hiển. Nhớ đẹp. Bay niềm đá cho đầu đá. Ngày qua mà đi quay về bữa trưa là đường nào anh bị dính đòn trên truyền hình. Nếu anh không đá anh đứng anh coi có bị phạt không? Có à, đứng gần coi cũng bị phạt hết á, nó bắt luôn. Mà quýnh em rồi rồi coi em chọc mà. Cho chút dầu điều cho nó có mèo mì bát bát chứ. Đúng nấu giá cày em không bỏ dầu điều luôn. Cho nó đen đen này trúng. Kiểu như mình xanh xanh đỏ đỏ cho mấy em nhỏ nhỏ mê mà. Đúng cày luôn nè. Quá bụng. Bây giờ này mình dưới đây. Đây mình đi sinh tồn đó một em nào mà muốn đẹp da uống nước dừa. Uống nước dừa đừng nên bỏ cái cái em không đẹp da. Cái này bộ lắm anh hai. Cái người nó phỉ lắm. Các cái dừa đơn giản cái là đẹp da như anh hai không? Đẹp da. Mình chờ bốn trái luôn, làm hai trái luôn. Da. Thì cũng nhờ Trọng à, cho anh em ăn một món này, món ruột à. Bữa hôm do ăn thịt chó nhiều lắm mà bây giờ bỏ rồi. Bỏ chó không? Ừ, bỏ. Nhớ tới hương vị của nó. Mà nè, Vũ nó điều tra lại là không phải vợ ông Trọng. Ủa, không phải vợ ông Trọng ghi ăn thịt em chó vợ. Em vợ. Em vợ. Là lắc to cuốn lắc nhỏ không ăn lắm à. À còn vợ ông Trọng là thịt mèo. Nói chung à, cái món này cái món này thì không thể thiếu hương vị rượu gạo Bình Định quê mình ăn mấy bạn. Ủa, bà đây sao? Bà đi rượu á. Mua rượu đâu mà trong dưới đó. Rượu bà còn sao á? Rượu bà còn sao? Bỏ ngừng đi mình hai. À bữa nay cạn chút chứ. Này có biết à biết đến anh uống trước. Trời ơi ăn bữa nay nên ngồi dưới đây. Gì mà mê uống rượu dữ ta. Trời ném cái trời ăn mừng rồi chi. Dạ người tôi uống nửa đây họ hôm đi họ hôm đi đàn biển người đó. Rót rót cho anh hai ly tiếp phạt phạt anh ly đi. Sau ra bữa nay thì ông đãi lại cái món này thấy hấp dẫn. Đợt nước anh nhớ. Vô. Trước tiên mình đang là mời anh em trong tay bạn nha. Em làm tiếp cái đi. Mời anh em không? Luôn nha. Ai uống được nhiều uống ăn rượu không có phép nha. Chẳng ơi lấy cái đuôi để dành cho vợ đi nha. Ủa ớt kim nè. Đó. Đầu tiên mình làm cái ớt cây em thấy ớt kim đã không? Ớt rau nhà mình trồng. Xoài nhà mình mua, cà nhà mình trồng, ớt mình trồng, bánh tráng nhà mình mua. Nhớ cho anh em mới dùng đi. Thôi mà anh em nha. Tôi em đuôi đi. Cho vợ đi. Ồ. Trạm nghiêm vợ anh đâu biết. Đây. Tại có quăng bún trước nhà. Dạ mà anh em nha. Cọc kia đi cọc sữa ngọt á. Thôi anh Hai anh phát cái mỡ đó nha. Trước tiên là mình làm lá sườn đi. Miếng sườn đây. Đây. Mỡ hay không béo à, ngay cái này mày không béo này. Đây nha. Ngay cù lẳng của nó nè. Mỡ đem nha, sườn non nha. Thơm. Phụ bắp khoái nhiều quá. Thôi mình chấm cho nó ngập ta. Cái này nó không béo, chỗ này nó không béo. Mà anh em. Hình như cái đây ăn kèm phải có bánh tráng sao ta. Vô trái đó. Ừ. Quá ngon rồi. Rồi mới ớt nữa anh em. Rồi. Toàn đá vụ. Bữa nay miếng sườn heo non nha. Món này có ớt, ớt chim. Nói chung là vô vị á. Ngon. Béo. Thôi. Cái này mà không có mắm tôm chứ không ra gì đâu. Ngon mà được cái mùi mắm tôm nó chưa dậy quá ha. Nó ít mùi chưa dậy mùi mắm tôm. Múc với hàng tí nước chấm cho nó hấp dẫn. Còn em cục cục giò nha. Cục giò hả? Không, cái món này mà người khoảng chừng xé 70 tuổi người ta già già á. Rang yếu người ta ăn ngon. Mềm không? Mềm. Con mềm thế. Sữa thì nó mềm lắm. Non nha được luôn đẹp. Hít cái xương luôn, nó mềm. Nha nguyên cái xương luôn. Ngon. Cảm ơn sao.
quá ngon, ngon. Ok, mình tán ha. Ê, cái đây là hôm ông này chấm ăn luôn à. Do đã hứa kêu để cho bà bầu mà ăn vô là buồn ngủ luôn á. Ăn đâu bà bầu buồn ngủ lắm. Thì để tôi ăn hỏi nè, tôi mắc ngủ. À, mắc ngủ, bước đi, bước đồ. Không. Ủa, dưa leo hả? Xoài không, xoài mà kiểu nó xanh, nó lai chấm đu đủ mất à. Lai chấm nước đàn. Lai củ lan. Xoài lai củ lan hả? Ừ, sữa bò. Hợp dạng á. Xoài chấm này ngon ta. Sướng á. Lai của bánh mì chấm cũng ngon nè. Đúng không? Bánh mì ngon. Thôi rồi. Đúng rồi. Dụ ly bừng ra rồi, hai người không uống nữa. Từ lấy ngâm. Nào mình thế đi. Nào cái gái mình uống vô chút cho. Không, cũng làm đây nữa. Có bị không? Uống không? Tại nãy uống. Dạ, bụng có chắc là uống nhiều quá không? Nói chung nói chuyện nước đi. Máy này đi, nhậu máy này ớn thì máy nhậu nè, uống hai ba ly nghỉ lắm. Đảo nước thôi. Đảo nước. Bây giờ ít còn uống rượu. Từ đó mình cũng uống bia nguyên nhân của mình á. Anh em nhìn nè, ném hồi hổi nè. Bắt coi luôn. Mời anh em nha. Anh em mà ăn béo mà vừa vừa tầm anh lại ăn ở đây nè, đỡ chứ không béo lắm đâu. Thịt mỡ vậy mình không béo bao nhiêu đâu. Chà, cái cục đây là vừa thầm luôn chứ anh này. Cái mức này. Không, mình khò cái da ăn nó thơm. Nó béo. Mức đông nó thơm nữa. À, mà anh em cục cái da đây. Ồ, miếng ba chỉ đó. Thấm vừa quỷ quá. Mình sơ nhà anh em đi biển trống. Quá rồi. Tháng chưa. Tháng trước má hết. Sao? Rồi ra là ông về cũng hát người ta biết khỏi biết mình đi biển đói. Dễ ra tiền hả? Nãy tôi vô, tôi xúc cái tô cơm ăn mà tôi quên. Quần quần cái quên mất. Cái này chan cơm không? Đây, cái này ngon. Cái này đĩa chút bánh tráng này. Chan cũng nước luôn. Món này tráng lượng. Quá hấp dẫn. Quá chan cũng nước nha nè. Miếng thì cứ tưởng nó béo. Nhưng mà ai ngờ nó không có béo. Không béo. Mình chứ mình khò. Mình khò cái da này ăn thơm. Cái đùi nữa. Không, cái sườn nữa anh em ơi. Có miếng là hấp dẫn đậm nha. Cái đùi nha anh em. Những món này ăn có cái kìm cắn vô một cái thử. Cái kìm này. Nên anh có ăn có mà. Đây mở chú. Ăn cái miếng thịt đây nó ngọt trong miệng mà nó có vị ngọt không phải vị đường nha, vị ngọt thịt của thịt heo á. Sữa ngọt. Quá ngọt luôn, thịt heo quá ngọt. Bây giờ nó kẹo lại ngon mà. Mà cái da nó xém xém ngon. Ồ quá đã luôn, khói luôn á. Con riêng của xã nhiều ăn. Cái kim sai ghê á. Tôi ăn món này tôi nói kỹ vô đừng để chết uống. Mở quá. Món ngon luôn. Món này ăn vừa miệng á, tôi ăn thấy vừa miệng. Ngon mà. Cái đầu sệt sệt ngon. Sướng sướng. Cái đây mời xí ăn hết rồi còn chút tôi làm miếng cơm, tôi ăn miếng cơm. Cái này ăn cơm ngon á. Tôi tưởng tôi bị cái miệng ngon này ơi. Tôi tưởng tôi bị Covid sao bữa qua tôi sốt mà tôi ăn không vô không? Thấy cái miệng ngon ngon chứ tôi không sao. Cho chấm nước ngon. Chấm vô ăn mày đã nè bà. Chấm vô nước sệt sệt này. Cuốn ra vô toàn ơi. Ô cái miếng này nè ngon nè toàn. Miếng này nạc nè. Miếng này nạc nè. Đúng rồi không nha. Ồ giảm mấy phát lên. Ngon. Có kim ngon. Hồi nãy là anh em mình để dành một lá sườn để bữa sau lai rai chứ nấu không hết đó ăn. Không hết, vô nhiều. Ăn cũng phí đúng không? Đúng rồi, hết. Muốn chế biến ăn vừa phải. Cái con heo đây nó nhỏ chứ mà điều cái là mình kho nạc với thịt mỡ đồ thì nó điều nó không có béo nha. Sao cái xương nó mềm mà nhai được luôn cái cù lẳng em nhai nó mềm như xốp luôn nào. Đúng không? Làm như sụn sụn phải không? Đúng rồi. Làm như xương sụn không? Sữa mỡ. Nói chung còn ngon và ăn mấy chỗ đó nó mới giá trị. Ngon quá. Trời. Miếng thịt nó hòa quyện nó giữ nước ra luôn. Miếng sữa không? Nó có nước vẫn bên mình tôm nha không? Ừ. Mà khoai này mới đi. Thấy là con heo này làm ngon à? Hợp có vị. Chấp nhận á. Món ngon phải làm thêm đi, làm nữa không? Kế quá, tiếp. Ủa đổ heo luôn à. Làm đi nữa này. Đúng rác đi. Nát được rác đi ạ. Thôi để mà mốt không? Phải làm phải có đồ có kẹp chứ tao làm một kẹp nữa. Kẹp bao kẹp bao mỡ. Đây đây làm miếng sườn á, miếng sườn nhai cái sườn nó rất ngon. Miếng sườn á. Sườn ngon á. Ăn cái mỡ là ngon được. Ừ. Làm anh đây ơi. Món này hết cơm mình dẫn nè. Món này có bánh mì rồi cơm rồi ăn sườn rồi. Bún nè. Có miếng bún tư nữa. Quá. Hiển ăn sao nó cứ sụp 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 miệng hay vậy ta? Sụng á. Ở người nhà ấy. Cái sườn nào đâu hè. Hết sườn rồi. Có một miếng sườn nè. À cái chân á. Cái này nó cũng giòn sao? Mềm. Vừa cái móng chân. Cái đây mới làm neo rồi. Biết rồi, mình là làm chế biến món ăn lúc nào cũng sạch sẽ nha anh em. Bây giờ mình ăn mỡ không rồi, bây giờ mình chiếm cái miếng sườn. Đây tuần trước anh xem biết làm thử phát ha. Ăn mỡ ăn mấy chỗ sườn. Nhai luôn. Mềm mà. Nhai trụm luôn. Đó, bên trong trắng. Dưới đây là mình thấm nè. Làm trứng ớt nữa, cắn đâu nữa. Cục đây mới ngon bá đạo này. Mỡ này, nó có mỡ có nạc này sướng. Thơm, dịu lắm. Ăn nó mỡ ngon quá. Xong.
Ngày hôm qua buồn, ngày hôm qua anh em mình đói bụng ha. Rồi qua ăn ớt hải sản bữa nay, ăn ớt thịt heo luôn. Sau đó bữa qua mình đi, đi biển là chất lượng hết trơn, có nhiều ghê gốm. Ngày hôm sữa anh em nấu kiểu này mình thấy vừa không vậy, anh em bữa nào thử nữa. Nó cũng dễ đơn giản, nhưng quan trọng của riêng củ xả nhiều gì không. Củ riêng thành phố mua dễ mà. Mắm tôm đó, mắm tôm phải có mắm tôm củ riêng. Bye bye. Theo kiểu sạch sạch. Má nó củ riêng, cắn miếng củ riêng. Đúng không? Đó luôn. Củ riêng anh đi mình phải chạy vô cái quán kia mới mua được. Mới tầm quá, tầm có anh em xe có rồi. Tầm chưa? Tầm chưa? Tầm rồi, không có anh em xe. Đây là tự dục. Ủa sao bữa nay kêu làm thịt chó cho cạnh cái đầu của nó giống anh mua chó giống rồi. Thả đâu. Cố tình đi tao. Ủa mà lấy á. Đúng rồi. Má chụp. Má chụp. Wow, khoan khoan khoan. Trời cũng làm dây đi. Chia sẻ cho thầy. Chia sẻ cho thầy. Làm luôn rồi là tao phải làm đi ngủ chứ. Chia sẻ cho anh gió các bạn ơi. Đi đây anh gió đang đâm đầy tình cảm luôn nè. Nó quất nữa là cả nhà nha. Nữa hả? Không. Nếu anh em mà thằng đó là mình uống là không để làm đền để mới gọi là cảm tình càng nghĩa là gọi là nếu để lòng đề đó là chứng tỏ là không cận tình cận nghĩa. Vậy 50 thôi nha cả nhà. Nếu anh gia tình cảm thì 50 thôi. Ngọt quá. Đấy là cái chiều của má anh nào cũng điệu mà để lòng đề đó cũng là nhiều hơn. Làm ơi, ta có đây mà. Để nó làm luôn cái nữa. Làm ăn ăn quà. Ăn đói chưa. Cục tươi cơm đã, món này ngon. Không, món này vô ghi menu được. Món này ghi menu được. Nhìn nó béo mà nó không béo. Không béo. Anh em nha. Và mình nhai được luôn cái xương của nó luôn. Hít chứ nước luôn. Mà. Và cái nước mình chan mạnh cơm được luôn. Lợi đâu được. Đầu là mỡ không bây giờ mình làm đi. Anh em mình để ra kim nữa mới đúng bài của nó. Bài nữa. Để ra kim vô. Đúng nha. Mềm nhưng mà nó không bún. Đúng không? Mềm này do con heo nó mềm. Heo còn non á. Còn sữa mà. Vũ biết nhà Vũ nấu đầu có lâu đâu, không nhanh gọn mà. Nấu được. Đây cái cách chế biến bao nhiêu phút nấu thời gian bao nhiêu? Còn nhớ lên rồi. Vũ mình bút mình lâu thôi. Có 30 phút hơn. Bút lâu thôi. Quan trọng nó thấm cái thịt bên trong sơ sơ lên này. Cái này nếu mình úp một đêm. Một đêm luôn em, mới cho ăn không? Sáng sáng thấm luôn em. Kho. Bữa ngày mát phải không? Bữa ngày mát đúng không? Thấm. Còn không. Máy đấy phải làm xiên. Anh em mình chơi nhanh mà. Trong nhanh. Nó làm heo bữa nay rồi mai nhậu phải không? Mai mới được nhậu. Rồi. Nói chung là giờ cái món này được 80% đêm. Lấy bộ lèm mà lấy bộ lèm mình xào bữa trước mình lấy bộ lèm mình nấu cháo mình nhậu trước. Cái bữa sau xỉn cái là món này là thấy là bây giờ mới dư heo ba cái à. Anh em ơi, hôm nay thì anh em mình làm món heo sữa giá cày. Món này đúng là lâu lâu làm lại ăn ngon thì á. Món này cũng dạng một cái món cũng là càng ăn càng thấy ngon chứ không ớn à. Anh em nào hôm nào có dịp về làm thử món này ăn lai rai cũng vui. Con này có 10 người nhậu chịu nổi đâu, 10 người 500k, 10 người nhậu đừng không thợ nhậu là ăn mấy đâu, uống 10 cái em phải tốn rượu nhiều. Không, giờ như cái món này là mua con này đúng không? Mình lấy 4 cái đùi với cái xương là mình nấu kiểu đây đúng không? Còn 2 miếng nướng xương á là mình nướng làm 2 món. Ngon. Nhậu cho anh em dễ nhậu. Chỉ làm một món ăn một món rồi nhanh ngán. Sò hỗ trợ. Mấy anh em mình xin tạm dừng clip tại đây nha anh em ơi. Anh em yêu quý một like đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Chào anh em. Chào anh em. Vô anh em ơi. Làm ngán luôn. Đây, cảm ơn. Hôm nay tôi vô tôi bán tô cơm. Để gác có giờ là bạch tuộc chín rồi mình cũng chín luôn á. Bữa nay anh em mình chất lượng nhá. Bỏ chất lượng luôn. Cái đầu tàu nha.